Chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công nha. Hôm nay mình review món ngon ăn liền này, bò kho này. Đó. Mở gói dùng ngay này. Đấy. Giá nó 34.500 nha. Đây này, cách làm này. Đó, tháo ra này, bỏ hộp ngoài này, mở gói dùng ngay này. Có thể dùng kèm bánh mì này, cơm hoặc bún hoặc mì nha. Ngon hơn khi hâm nóng này. Hâm nóng thì mở gói sản phẩm cho vào chén hâm trong lò vi sóng từ 30 đến 60 giây này. Còn không cho nguyên bao bì và nước nóng khoảng 4 đến 6 phút này. Chọc nấu nha, giờ sẽ nấu nha. Để sẽ bóc ra. Nấu cho nó nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn. Trong đây cái này làm như kiểu giấy bạc ấy. Nên mà sao họ có thể bỏ vào đấy được này. Trong đây ghi là bò kho nữa, hạn sử dụng này. Giờ sẽ cắt ra nha. Rồi. Nhìn đã. Đó, được khoảng một chén nha. Mình sẽ chén này đi luôn nha. Em sẽ bật bếp. Nhìn rất là thơm nha. Y hệt bò kho là tiện luôn đấy. Đến đây tráng kỹ rồi. Cái bò kho này để vào nó hay bị dính, nó bị lạnh ấy. Đó. Còn đầy này. Để cho nó nóng thì đấy nha. Cái bò kho này được làm từ nước này, cà rốt này, thịt bò này, đường tinh luyện này, hành tây, muối ớt, hành tím, sả, dầu thực vật, hạt nêm, bột gia vị nha. Đó. Nhìn rất là ngon. Mình nấu một tí mà nóng thì mình sẽ ăn kèm bánh mì cho mọi người xem nha. Được 3 miếng cà rốt này. 2 này. 5 miếng thịt bò nha. Rất là đã. Này mọi người ăn kèm bún được. Một này là một phần một người ăn này. Rất là ok nha. Nước sôi. Cái này chủ yếu là hâm nóng thôi, bởi vì họ đã làm chín rồi. Cái này như mình thì thấy nên mọi người nên cho chả này vào nước ấm ấy, hâm lên này nó tan được cái này luôn nha. Còn độ như mình thì nó không tan hết được. Mọi người thử với nước nha. Cái nước này ngon y hệt là nước đám cưới luôn á. Giờ mình sẽ lắp lên trên đây, trên bàn và cho mọi người xem nhé. Mình ăn kèm bánh mì. Mình mua được bánh mì 10.000 năm ổ. Chỗ mọi người bán mì nhất sao chứ. Chúng mình bán được 10.000 năm ổ nha. Đó. Mình sẽ chấm cho mọi người xem nha. Đó, xem như thế này. Nóng hổi mà thổi ngon này. Đó, chan lên. Đã đời luôn nha, mọi người miếng ăn sáng nha. Đó. Toàn ngon. Ăn còn ngon hơn cho đồ đám cưới hay ăn nữa. Mọi người thử miếng thịt bò nha. Miếng thịt bò thì rất đã miệng. Thịt bò mềm sụi à. Nhẹ nhàng cái này. Cái thịt bò rất tươi nha. Cảm giác ăn rất là thơm, béo nữa. Trong đây vừa có thịt bò nạc này, vừa có gân này. Đó, rất là mềm. Cà rốt này, nhìn đã. Cà rốt chắc mềm nhũn luôn rồi. Mình thấy cái nước này nè, ăn rất là đậm đà nha. Nó béo mà không ngậy, thơm mà
thơm ngon cực kỳ luôn á. Cái này mình ăn còn cảm giác ngon hơn là cả cái đồ bánh họ nấu ăn ở quán nữa. Mình thấy rất là tuyệt vời nha. Một phần là ăn sáng kèm thêm một ổ mì hay một miếng bún nữa thì quá tuyệt vời, một bữa sáng đầy đủ năng lượng nha. Đó, chúc mọi người một ngày mới thật sự là thành công nha. Mọi người nhớ like đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào mọi người nha.